đánh thức tinh lưu hoa thần, đại cáo thành công. Thì ra ta và Phục Linh chính là hóa thân của tinh lưu hoa thần và người yêu của ta. Vì vậy mặc dù ta không có cánh nhưng vẫn sinh ra ở vũ tộc. Không, ta không thể trơ mắt nhìn Phục Linh tan thành tro bụi được. Tuyệt đối không thể. Không thể ngờ ta vẫn còn sống mà quay lại nơi này. Đây là gì? Đây chính là thiên không thành, tâm quyết cả đời của mẫu hoàng, cũng chính là tương lai của nhân tộc. Nhưng cuối cùng lại bị phá hủy trong một trận đại quả. Đáng tiếc quá. Không đáng tiếc, ta muốn phục hồi nó. Cao lão, ông có cách nào không? Cách thì có, nhưng muốn sửa xong ít nhất cũng mất 8-10 năm. Không kịp nữa rồi. Tinh lưu hoa thần sắp tái thế. Thiên không thành phải dựa vào lúc tinh lưu hoa thần tái thế mới có thể bay lên. Mà đợi đến lần sau tinh lưu hoa thần tái thế thì phải 100 năm. Ta không đợi lâu như vậy được. Sương thành cũng không đợi được lâu như vậy. Vậy thì chỉ cần tìm được người thiết kế thiên không thành sớm nhất thôi. Cơ khu đó. Cơ khu à? Cao lão, chỗ chân ông đang đạp lên có lẽ chính là tro cốt của cơ khu đấy. Cơ khu chết rồi. Vậy chuyến đi này là công cốc rồi. Cũng chưa chắc. Ta còn biết một người là cơ khu duy nhất trong truyền nhân, Thích Lạc Lâm. Lập tức truy bắt hoàng chân của vũ cánh. Vâng. Thuộc hạ có một chuyện không biết có nên nói hay không. Đại tướng quân cứ nói đi. Bệ hạ, vì sao chúng ta nhất định phải sửa thiên không thành? Thiết nghĩ hiện giờ người mới đăng cơ, việc cấp bách, người nên dốc toàn tinh lực nghỉ ngơi lấy sức mới đúng, chứ không phải lãng phí. Câm miệng. Quyết định của bệ hạ tới lượt ngươi mở mồm sao? Lời của đại tướng quân nào tới lượt ngươi xen vào? Đại tướng quân, cô cũng biết dân tộc mãi chưa thể đạt đến thiên không mà chúng ta hướng đến. Cùng lắm là chỉ đến gần được thôi. Mà thiên không thành sẽ giúp chúng ta có cơ hội thực hiện ước mộng tiếp cận này. Đẹp quá. Nhưng theo quy tắc của nhân tộc bọn muội, tân phu thê trước đêm thành hôn không thể gặp nhau đâu. Nên đây là địa bàn của vũ tộc. Huynh chính là muốn cho muội xem trước. Đây là gì? Nó tên là Bạch Trạch, là một con thú thiếu mất một chiếc sừng. Lúc nhỏ mẫu hậu đã tặng cho Quynh. Sao nó lại thiếu một chiếc sừng vậy? Mẫu hậu lúc tặng Quynh con thú này là muốn nói, nếu một ngày Quynh nhận ra mình khác mọi người, cũng không được cảm thấy tự ti buồn rầu. Quynh đã từng rất thích Bạch Trạch. Cho đến một ngày Quynh lén nghe được phụ hoàng và mẫu hậu nói về chuyện Quynh không có cánh. Sau đó Quynh rất tức giận, đã làm gãy một chiếc sừng của Bạch Trạch. Quynh không muốn khác biệt với tất cả, Quynh chỉ muốn giống mọi người. Thiên Giật, nhà đầu thối, muội còn nhớ ngày chúng ta làm lành. Muội đã hỏi Quynh câu gì không? Vậy nếu như tối đó không có Tùng Linh, Quynh sẽ chọn lựa thế nào? Mùi nói rồi, đáp án của câu hỏi này mùi mãi mãi không muốn biết.
Quỳnh muốn nói với muội là Quỳnh đã tìm thấy đáp án của câu hỏi này rồi. Quỳnh nguyện vì muội là một vũ hoàng có 102 cũng giống như bạch trạch một sừng này, khác biệt với tất cả. Bất luận trong tương lai chúng ta phải đối mặt với những gì, cho dù núi có lở, tận thế đến, Quỳnh có bị dạng người chửi mắng cũng sẽ bảo vệ muội đến cùng. Quỳnh ngốc quá đi, làm gì nghiêm trọng vậy chứ? Đúng, Quỳnh hy vọng mãi mãi đừng đến ngày núi lở tận thế. Chỉ hy vọng chúng ta sẽ yên ổn hạnh phúc hết một đời. Hôm nay Quỳnh sao vậy? Cứ kỳ lạ sao đó. Bất luận xảy ra chuyện gì, Quỳnh cũng sẽ bảo vệ muội. Đừng hòng muội cho Quỳnh cơ hội bảo vệ. Bởi vì chúng ta sẽ rất hạnh phúc bên nhau, có thể đến 70 tuổi. Nó không chừng đến lúc đó trong chúng ta cũng rụng hết cả rồi. Đúng rồi, cái này có thể tặng muội không? Đương nhiên. Muội cười thật đẹp. Vậy muội không cười nữa. Bây giờ Quỳnh thấy đẹp không? Chỉ sợ sau này lại thấy chán cho xem. Ngày mai là đại hôn rồi, thật hy vọng cha muội cũng có thể tới. Quỳnh lại hy vọng ông ta đừng tới. Cái gì? Không có, Quỳnh chỉ nói đùa thôi. Bây giờ đứa con gái xinh đẹp này sắp gả cho người ta rồi, sợ ông ta lại buồn thương đau lòng đó chứ. Mờ mép láo lĩnh. Thật ra vẫn còn một người, muội cũng rất mong người ấy đến. Muội đang nói Bạch Đình Quân đúng không? Quân đã phái người đem thiệp hỷ đến Sương Thành rồi. Chỉ là quân ấy là tân đế mới đăng cơ, không biết có thời gian không. Là muội có lỗi với quân ấy. Bây giờ chúng ta đừng nói những chuyện này có được không? Nha đầu. Hả? Quỳnh thích thấy muội cười. Muội cười cho Quỳnh xem nữa có được không? Không cười. Có cười không? Bắt muội cười. Đừng đùa nữa. Quỳnh cứ đùa đó. Vậy Quỳnh cũng cười đi. Tránh ra, tránh ra. Quỳnh cứ đùa đó. Nha đầu, Quỳnh sợ rằng sau này không thể thấy nụ cười ngọt ngào của muội nữa. Thiên Vật. Hồng tướng quân, sao rồi? Không được, Lạc Lâm không chịu thả người. Cái tên Thạch Lạc Lâm này rốt cuộc muốn làm gì? Mấy người hắn bắt chẳng qua là đệ tử của tinh thần cát thôi, làm sao biết tung tích của Vũ Hoàng Chân chứ? Ta thấy Thích Lạc Lâm là muốn báo tư thù, nhưng cơ hội báo thù tinh thần cát thôi. Lạc Lâm trở lại quả thật rất khác. Mấy người bạn đi cùng với hắn, mỗi người đều hung hãn đấu với nhau vì truy bắt Vũ Chân Hoàng. Mỗi ngày đều ở Sương Thành tàn sát người vô tội. Người thay đổi đâu chỉ có mình hắn, còn cả bệ hạ nữa. Trước đây bệ hạ ôm nhu lương thiện như thế, bây giờ lại cố chấp với kế hoạch thiên không thành, lòng muốn tấn công Nam Vũ Đô. Bệ hạ trước đây khi còn là thân phận phế thái tử, triều đình và dân chúng nhóm gì đã có nhiều dị nghị rồi. Nếu tiếp tục như thế sẽ rằng lòng dân sẽ thay đổi. Nhưng chúng ta còn cách nào đâu? Cho dù chức của ta cao hơn Lạc Lâm, nhưng bệ hạ vẫn là tin tưởng Lạc Lâm hơn. Còn thêm cái tên Thiên Nhai Tử không biết từ đâu chui ra. Tên Thiên Nhai Tử này ta đã từng nghe nói rồi. Nghe nói hắn vì luyện ma công nên bị đuổi ra khỏi Thiên Cơ Môn, sau đó âm mưu ám sát Thiên Cơ Tử. Sau khi thất bại thì biến mất. Nhưng sao hắn lại đi cùng bệ hạ vậy? Không được, ta nhất định phải đi khuyên bệ hạ.
Sư phụ nói ta trời sinh phản cốt. Ta thấy đồng lâu của sư huynh cũng chỉ có thể mà thôi. Tiểu tử, đa tạ ngươi đã giúp ta. Quốc sư nặng lời rồi. Nếu không phải quốc sư, ta cũng không thể làm nhân hoàng của ngày nay. Ta thấy mệnh của tiểu tử nhà ngươi quá khổ rồi. Ta với nha đầu Bỉ Ngạn Hoa là có chút duyên phận. Nếu không nhờ nó, ta sớm đã chết trong hoàng cung rồi. Làm gì có hào quang ngày hôm nay. Có thể thấy gió nước thì nhau chảy đó. Phải không sư huynh? Khởi bẩm bệ hạ, Hùng tướng quân cầu kiến. Người đàn bà hung hãn nóng nảy đó, ta không thích. Đi đây. Tham kiến bệ hạ. Đại tướng quân có việc gì cầu kiến? Xin bệ hạ lập tức dừng việc truy bắt Vũ Hoàng Chân và cách chức Thích Lạc Lâm cùng với mấy bằng hữu xấu xa của hắn. Bằng hữu xấu xa? Sao trước giờ ta không biết quan niệm tôn ti với người khác của đại tướng quân nhỉ? Bệ hạ hiểu lầm rồi. Nếu Cao Lão là người nhân đức, sẽ không để ý tới xuất thân của bọn họ. Nhưng thật sự bọn họ mượn danh phận truy bắt Vũ Hoàng Chân, tàn sát vô tội, mặc sức làm bừa, thật sự làm người ta ai quán. Có nghiêm trọng vậy không? Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hồi trước lúc đại tướng quân ở bên cạnh mẫu hoàng, lẽ nào chưa từng dính máu tươi sao? Nhưng bệ hạ, vì một Vũ Hoàng Chân mà đổ bực tức lên tinh thần cát, quả thật không đáng. Ta nói rồi, chỉ có Vũ Hoàng Chân mới khôi phục được thiên không thành. Vì thế ta không tiếc phải trả bất cứ giá nào. Sau đó bệ hạ đã khai chiến với Vũ tộc sao? Thứ cho thuộc hạ nói thật, bệ hạ làm thế chẳng khác nào một kẻ hiếu chiến. Mẫu hoàng trước đây luôn mong ta có thể thống nhất thiên hạ, làm chủ Lan Châu. Bây giờ ta ăn năn hối lỗi, làm tội nguyện cho người. Hùng tướng quân là thân tính của người, lẽ nào không nên mừng thay cho ta sao? Nhưng bây giờ khác với trước đây. Có gì khác chứ? Trước đây nữ hoàng bệ hạ tấn công Vũ tộc là vì Xương Thành, vì Lan Châu. Nhưng bây giờ bệ hạ muốn khai chiến với Vũ tộc là vì một vị phục linh. Ta không cho phép người nhắc đến tên đó. Thuộc hạ chỉ là không muốn giang sơn nữ hoàng để lại bị một kẻ tiểu nhân phá hủy. Cái gì? Tiểu nhân? Người nói bọn họ là tiểu nhân? Vì bọn họ là người câm, người điếc, quái vật, què quặt. Vậy ta thì sao? Ta là gì? Có phải ngươi cũng xem thường ta đúng không? Xem thường tên quái vật như ta? Thuộc hạ tuyệt đối không có ý này. Thuộc hạ nguyện lấy mạng sống để chứng minh lòng trung thành của mình. Xin bệ hạ thu hồi thành mệnh, lấy bách tính của Xương Thành làm trọng. Vậy thì ngươi đi chết đi. Đàn bà có chút nhan sắc cũng không thể nói năng bừa bãi được, đặc biệt là đối với những người quen sống trong bóng tối như bọn ta. Nội tâm của bọn ta rất mỏng manh. Quốc sư! Một đám hồ đồ, chết là đáng. Đại tướng quân! Đại tướng quân! Đại tướng quân! Yên tâm đi, Xương Thành không thiếu đại tướng quân. Thật ra cậu nói cũng không sai. Nếu như Linh Nhi có thể quay về bên ta, ta còn muốn thiên hạ làm gì? Ta muốn Lan Châu làm gì?
Ta vốn dĩ là một quân vương không hiền đức. Thứ ta muốn là Linh Nhi. Hiền đức hả? Hiền đức để cho người khác xem à? Là một quân vương chân chính vốn không cần hiền đức. Người chỉ cần tỏ ra hiền đức. Hùng đại tướng quân chết bất đắc kỳ tử, theo nghi lễ trấn quốc công án tang trọng thể. Không xong rồi, bệ hạ hối hôn đi mất rồi. Người nói gì? Là thật đó. Để Nghi tỷ định tử hôn phục cho bệ hạ, nhưng phát hiện tìm mãi không thấy người đâu. Sau đó Vũ công tử phát hiện ra cái này. Duyên phận như nước chảy, không nguyện đến bạc đầu. Thiên vật, Thiên Vật, Thiên Vật huynh ở đâu? Muội biết huynh đang ở gần đây thôi. Huynh có thể nói cho muội biết tại sao có một đêm tất cả đều thay đổi? Thiên Vật, nếu huynh còn không ra, muội sẽ nhảy xuống đó. Thiên Vật, trong thư đã viết rất rõ ràng rồi. Muội không hiểu hay chưa đọc? Duyên phận như nước chảy, không nguyện đến bạc đầu. Điều này là không thể. Quynh xem, muội đã gắn thêm chiếc sừng cho nó rồi. Nè, muội biết Quynh nhất định sẽ thích nó mà. Đương nhiên. Thiên Vật, tại sao? Làm gì có tại sao? Ta là Vũ Hoàng, ta nói không muốn là không muốn. Chuyện thành hôn coi như chưa có. Muội không tin. Xem như huynh không để tâm đến Bạch Trạch, huynh có để tâm đến muội không? Muội biết mà. Muốn chết thì chết xa ta một chút. Cái buông tay này, ta còn đau hơn muội gấp ngàn vạn lần. Nhưng nếu không buông tay thì không thể nào bảo toàn tính mạng muội. Linh tỷ tỷ, Thiên Vật rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Giữa băng ba vị chân nhân bất nóng, Thiên Vật đột nhiên hối hôn cũng là chuyện ta không ngờ tới. Cậu ta đừng là Vũ Hoàng để mang chuyện hôn sự ra để đùa sao? Cậu ta đặt Nam Vũ Đô ở đâu rồi? Cậu ta đặt Tinh Thần Các ở đâu rồi? Nói cho cùng, hôn sự của Thiên Vật vẫn là nội vụ của Nam Vũ Đô ta. Sao ba vị chân nhân lại để ý quá vậy? Ông thì hiểu gì? Phong Nhẫn, nếu ông cứ để cho Phong Thiên Vật đi, sau này nhất định ông sẽ hối hận. Thứ cho ta nói thẳng, ba vị chân nhân đối với chuyện hôn sự của Thiên Vật hình như còn để tâm hơn Hoàng Thúc ta thì phải. Lẽ nào tao sai mà không phải do rượu sao? Sư huynh,
chuyện đến nước này, hay là chúng ta nói sự thật cho Dương gia đi. Đúng đó, theo ta thấy, nói với ông ta từ sớm cho rồi. Ông có biết truyền thuyết của Phiến Vũ và Thiều Vũ không? Tất nhiên ta biết. Đó là đại sự từ xưa của Nam Vũ Đô ta. Ông có biết Diệu Phục Linh chính là hóa thân của Tinh Lưu Hoa Thần không? Còn Phong Thiên Vật chính là người yêu định mệnh của Hoa Thần, cũng chính là hóa thân của Phiến Vũ. Nếu đại hôn của hai người không thành, Tinh Lưu Hoa Thần sẽ không cách nào rơi xuống nhân gian. Vậy thì vũ tộc các ngươi sẽ lãnh tai vạ đến nơi. Ta sớm đã biết Diệu Phục Linh và Tinh Lưu Hoa Thần có liên hệ lớn. Không ngờ của ta lại chính là hóa thân của Hoa Thần. Chẳng trách thiên vật đột nhiên lại có cánh. Sau khi Tỉnh Lưu Hoa Thần rơi phấn hoa sẽ tan thành tro bụi. Việc thiên vật hối hôn chính là hành động để một người cam tâm tình nguyện buông xuôi tất cả. Bệ hạ, hôm nay đại hôn của Vũ Hoàng, ta biết. Thần đã chuẩn bị một đội quân. Nếu bệ hạ cần, chúng ta có thể ngăn cản xe của hoàng gia tấn công Nam Vũ Đô. Tại sao phải tấn công Nam Vũ Đô? Bệ hạ, tân nương chính là Dị Phục Linh đó. Chỉ là 0.01% hy vọng. Cho dù có lấy máu rửa sạch Nam Vũ Đô, ta cũng không tiếc. Nhưng người Linh Nhi yêu chính là Phong Thiên Vật. Kể từ khoảnh khắc của Dị Phong Thiên Vật mà nguyện lãnh một kiếm đấy, ta biết mình đã bất cổ rồi. Ta lấy máu rửa Nam Vũ Đô còn có ý nghĩa gì? Sương Thành này đầy nữ nhân trẻ đẹp siêu xa. Bệ hạ là hoàng tộc, có khó gì để tìm một người chứ? Thần thấy chuyện của vị cô nương thật sự không cần để tâm đến nữa. Nữ tử khác ư? Nữ tử khác? Thích Lạc Lâm, nếu người hiểu ta nhiều một chút thì sẽ không nói ra những lời này. Người ta muốn là Linh Nhi. Người nói đi. Nếu có thể nghịch thiên sửa mệnh thì tốt biết bao. Nghịch thiên sửa mệnh thì tốt biết bao. Ai nói không thể nghịch thiên cải mệnh? Quốc sư, quốc sư, ông làm gì vậy? Cút! Người quên rằng ta đã nói với người, mệnh mình do mình, không do trời. Bất luận như thế nào thì cũng không nên nhảy từ trên cao xuống thế chứ. Thiên vật nhất định đã có nỗi khổ gì nên mới như thế. Để xem, Quỳnh ấy ngoài miệng nó không quan tâm ta sống hay chết, mà còn đỡ lấy ta đó thôi. Như ném tỷ xuống cũng là Quỳnh ấy không phải sao? Để không hiểu đâu, Quỳnh ấy là như vậy, thay đổi thất thường. Nó một đằng nghĩ một nẻo. Trước đây cũng vậy, rõ ràng là thích ta, nhưng luôn ăn hiếp ta, giày dò ta. Người thật sự yêu tỷ, làm sao nỡ giày dò tỷ chứ? Phong Thiên Vật, hắn chính là tên ác ma. Lẽ nào tỷ đã quên với xe đổ của Phi Sương rồi sao? Ta không giống cổ. Quân ấy nhất định có nỗi khổ. Không được, ta phải đi tìm Quân ấy. Bất luận có gặp khó khăn gì, bọn ta cũng phải cùng nhau đối mặt. Sao các người lại chấp mê bất ngộ như thế chứ? Hoàng Chân, cầu xin đệ dắt ta đi đi. Ta nhất định phải hỏi Quân ấy rõ ràng. Cầu xin đệ đó Hoàng Chân. Hoàng Chân, cầu xin đệ đó. Lên đi. Cảm ơn đệ. Ô
Ta không muốn tỷ cảm ơn ta. Ta chỉ muốn tỷ thương xót chính mình. Bạch Trạch, bây giờ trong lòng ta cũng như ngươi, đều tan dở tan tành rồi. E là có dán lại cũng không còn hình dạng ban đầu nữa đâu. Linh tỷ tỷ, Trương tỷ không tiện, tỷ nghỉ ngơi trước đi. Ta đi tìm Phong Thiên Dật đến gặp tỷ. Quỳnh ấy có nghe đệ không? Nếu như đến gặp một lần mà cũng không đến, tỷ cần cố chấp làm gì? Linh tỷ tỷ, tỷ hứa với ta, nếu trời tối mà Quynh ấy vẫn chưa đến gặp tỷ, tỷ nhất định phải buông bỏ, có được không? Nếu tỷ không hứa, ta không đi tìm Quynh ấy nữa, ta dẫn tỷ về Sương Thành. Ta hứa với đệ. Xin lỗi Hoàng Chân, ta biết đệ rất khó xử. Linh tỷ tỷ, tỷ không cần nói nữa, ta hiểu. Sư phụ giao cho ta chăm sóc tỷ, lần này vốn dĩ đệ đến để ngăn cản hai người thành hôn, không ngờ đã đi giúp tỷ tìm hắn. Việc này vốn dĩ trái với tâm ta, nhưng tỷ đã là người thân duy nhất của ta trên thế gian này. Tất cả những việc tỷ muốn làm ta đều sẽ làm. Chỉ là đây là lần cuối cùng đó. Phong Thiên Dật, đi gặp Linh tỷ với ta. Hôm nay ta dẫn Linh tỷ tới, ta ấy yêu người điên cuồng như vậy. Nếu như người thật sự có nỗi khổ, mau đi giải thích rõ ràng với cổ đi. Có gì mà phải giải thích? Ta chính là không thích cổ. Sao người cứ năm lần bảy lượt quấn lấy ta vậy? Có phải người cũng thích cổ không? Thật vừa khớp cho người đó. Súc sinh, cũng làm nên chuyện rồi. Ngươi đừng quên, ngươi đã từng là con chó của ta. Cả đời này cũng là con chó của ta thôi. Hôm nay ta nói cho người biết, không có ai có thể xem ai là con chó của mình mãi cả. Ngươi đi đi, xem như hôm nay ta chưa từng gặp ngươi. Ta không bằng ngươi, không còn gì để nói. Nhưng ngươi hãy nhớ lấy quyết định hôm nay của ngươi. Ta mong ngươi và Linh tỷ về sau có thể một dao cắt đứt, đừng bao giờ đụng chạm đến tỷ ấy nữa. Linh tỷ tỷ đã hứa với ta, hôm nay không gặp ngươi thì sẽ để lòng mình chết đi.